Xin chào các bạn, trong buổi livestream tuần trước thì mình thấy có khá nhiều bạn hỏi về Core i5-9400F. Và bọn mình ban đầu thì cũng đã có kế hoạch review riêng về con CPU này rồi để giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Tuy nhiên thì mình lại nghĩ rằng là nếu mà làm video riêng về một con CPU thôi thì nó sẽ hơi nhàm chán. Thế nên là bọn mình mới quyết định build một dàn máy rơi vào tầm khoảng 30 triệu. Nó không phải là bộ máy rẻ nhất, nhưng nó sẽ dung hòa được cả về phần hiệu năng lẫn về mặt thẩm mỹ dành cho các bạn. Bởi vì là mình nghĩ như thế sẽ có ích cho các bạn hơn, bởi trong ngày hôm đó thì cũng khá nhiều bạn hỏi bọn mình về những cấu hình máy rơi vào khoảng giá đó, nhưng vì thời lượng chương trình quá thấp cho nên bọn mình không thể trả lời hết được. Về CPU thì dĩ nhiên là i5-9400F rồi, bởi hiện tại nó là một lựa chọn rất là hợp lý cho những bộ máy tầm trung. Các bạn chỉ phải bỏ ra khoảng chưa đến 5 triệu đồng để có được một bộ vi xử lý có 6 nhân 6 luồng, và giá của nó hiện tại thì đang rẻ hơn khoảng 600.000 so với người tiền nhiệm i5-8400. Mức xung đơn nhân của nó cũng ở mức ổn khi chạy ở tốc độ 2.9GHz khi làm việc ở mức cơ bản và boost lên đến tận 4.1GHz khi ở tác vụ nặng. Các bạn chỉ phải đánh đổi duy nhất nhân đồ họa tích hợp, thứ mà mình nghĩ sẽ là thừa thãi khi bạn là game thủ. Tuy nhiên, nếu ai đang có công việc liên quan đến phần mềm Adobe Premiere thì hãy cân nhắc để chuyển sang i5-9400. Bởi với riêng phần mềm này thì CPU tích hợp vẫn sẽ mang đến những hiệu quả nhất định dù bạn có dùng Vega hay không. Đa số các bạn có thể sẽ hài lòng với tản khí cho chiếc 9400F này, nhưng tản nước từ All-in-One cho đến Custom đều mang lại cho chúng ta những thứ mà tản khí không có. Đó là sự êm ái khi hoạt động và sự thông thoáng xung quanh khu vực RAM để khoe trọn bộ đèn LED. Để cùng tông Silverstone của cả bộ máy thì chiếc TD02 sẽ là lựa chọn hợp lý bởi ngoại hình của nó khá ổn với những họa tiết trang trí cùng khả năng phát sáng RGB khá là đẹp khi so với các linh kiện khác. Ngoài ra thì mức giá của nó cũng không quá cao khi chỉ dừng lại ở mức hơn 2 triệu đồng một chút. Đến với bo mạch chủ thì mình chọn chiếc Gigabyte B360 Aorus Gaming 3, cái tên đã ra mắt được một thời gian khá lâu và nhận được sự chào đón của rất nhiều người dùng. Để nói thì đây là chiếc main B360 kích cỡ Full Natix hiếm hoi trên thị trường mà các bạn có thể tìm thấy. Lợi thế của nó so với những đối thủ cỡ nhỏ hơn đó chính là sở hữu dàn VRM tốt hơn, các khe PCI cũng đầy đủ hơn và quan trọng nhất là có 4 khe RAM, rất tiện lợi cho nhu cầu nâng cấp về sau này. Và đó là chưa kể cái hệ thống đèn LED mà Gigabyte đã trang bị cho nó nữa, theo mình thấy cũng rất là đáng giá. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về RAM. Hiện tại thì giá RAM đã xuống rất thấp so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Các bạn có thể dễ dàng lựa chọn cho mình những kit RAM dung lượng lớn mà không cần quá lo lắng về mặt giá cả. Ở đây thì mình có kit 2 thanh KingMax Zeus RGB với dung lượng 8GB mỗi thanh. Các bạn có thể thấy thiết kế của nó khá độc đáo với những cái đường nét uốn lượn và logo hình đầu rồng đặc trưng. Và đây nhiều khả năng sẽ là điểm nhấn trong bộ máy mà chúng ta đang xây dựng. Nhắc đến vấn đề thiết bị lưu trữ thì thực ra hiện tại có khá nhiều lựa chọn cho các bạn ở trong cái tầm giá này. Tuy nhiên như ban đầu video đã nói, đây là bộ máy đa nhiệm, có thể vừa chơi game được, có thể vừa làm việc được. Nên lựa chọn của mình sẽ là ổ cứng Western Digital Black SN750 phiên bản 500GB. Về cái SSD này thì mình đã có một cái video làm review cho nó, thì các bạn có thể làm xem lại ở đây. SN750 là một SSD NVMe sử dụng giao tiếp PCIe X4 cho tốc độ rất đáng nể, có thể cải thiện những trải nghiệm của bạn không chỉ khi boot win hay load game mà còn hữu ích khi học và thực hành các chương trình đồ họa nặng nữa. Trông nó cũng khá nhập với bộ máy mà chúng ta đang xây dựng. Ở phân khúc này nếu các bạn muốn thay đổi thì có thể đổi sang các sản phẩm như là Samsung Evo 970 512GB. Mức giá cũng khá là tương đồng và tốc độ thì cũng chẳng khác biệt nhiều. Với bộ nguồn thì tiếp tục là một sản phẩm đến từ Silverstone với đủ các loại chứng chỉ như 80 Plus hay công nghệ chống đoạn mạch. Quạt 12cm chất lượng cao cùng với lớp vỏ đen truyền thống. Điểm trừ duy nhất ở đây là nó chỉ được hãng trang bị dây bọc dù ở đường 24 pin, còn với những đường khác thì lại không. Đây là điều khá đáng tiếc, tuy nhiên không thể phủ nhận đây vẫn là một sản phẩm ổn dành cho các bạn trong tầm giá này. Về cả màn hình thì dĩ nhiên với rất nhiều review ở trên mạng thì Gigabyte GTX 1660 Ti sẽ là lựa chọn hợp lý cho các bạn. Bởi mặc dù chỉ là một con card ở mức giá tầm trung nhưng nó có thể gánh tốt tất cả các game ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai 3 năm nữa trên màn hình độ phân giải Full HD hoặc là 2K. Việc cắt bỏ Tensor Core và công nghệ Ray Tracing đã mang lại mức giá hấp dẫn cho mẫu card hình này nhưng vẫn giữ lại được hiệu năng chơi game rất mạnh mẽ. Mức nhiệt tỏa ra hay điện năng tiêu thụ là thấp hơn dòng GTX rất là nhiều. Đây cũng là một trong những mã GTX 1660 Ti có mức xung cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, nên mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn sản phẩm này. Vỏ cây sẽ là Silverstone PM02. Lý do mình chọn chiếc vỏ này đơn giản chỉ vì màu sắc thôi. Nó có một thiết kế tinh tế, chất lượng build rất tốt. Đây là phần sẽ khiến dàn máy của chúng ta trông độc đáo hơn rất nhiều. Như các bạn có thể thấy ở đây thì họa tiết hình bông tuyết nằm trên bơm của bộ tản nhiệt nhìn khá ấn tượng. Hiệu ứng LED của cặp RAM KingMax Zeus RGB cũng trông khá bắt mắt. Hay là logo Aorus trên card đồ họa cũng như bộ mạch chủ cho chúng ta sự đồng nhất về mặt thẩm mỹ. Không lấy gì làm ngạc nhiên khi bộ vỏ và hệ thống tản nước All-in-One của Silverstone kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Khoảng cách từ radiator đến bộ mạch chủ không quá rộng hay quá hẹp. Khoang che nguồn cũng có đủ khoảng trống để các bạn lắp thêm một vài giải LED màu hoặc chọn một hai con Figo để thêm vào cho mục đích giải trí cũng được. Nếu không thích chỉnh về màu xanh giống như bộ máy của mình ở đây thì thông qua phần mềm RGB Fusion được Gigabyte cung cấp, các bạn hoàn toàn có thể chỉnh màu cũng như hiệu ứng LED theo ý mình. Chúng ta sẽ có hiệu ứng cầu vồng này, đơn sắc hay là nháy vòng lặp theo chu trình tùy chỉnh, thậm chí là tắt hoàn toàn đi nếu các bạn muốn. Nhưng như vậy thì sẽ không còn gì thú vị nữa phải không nào? Về tổng thể thì màu trắng bên ngoài của chiếc
quả kết sẽ phù hợp cho những văn phòng thiết kế yêu cầu sự tinh tế cũng như có thể dễ dàng làm nổi bật lên nét cá tính của bạn. Giờ đến phần được các bạn mong đợi nhất, đó là test thử hiệu năng. Chúng ta có đây một số tựa game được ưa chuộng đầu năm 2019. Để các bạn tiện theo dõi thì bọn mình sử dụng một màn hình độ phân giải QHD cùng với thiết lập cao nhất trong mỗi tựa game để đánh giá. Bắt đầu với Apex Legends, số khung hình trên dây sẽ rơi vào khoảng trung bình từ 80 đến 90. Với những phân cảnh trong nhà hay ít người sẽ lên được khoảng trên 100. Đây là mức ổn khi các bạn muốn trải nghiệm hình ảnh đẹp. Tuy nhiên để có lợi thế trong trò chơi này, mình vẫn khuyên các bạn nên hạ bớt một số ứng xuống cho phần hình đạt để có được số lượng khung hình tốt hơn. Tiếp theo là đến Battlefield 5, đây là một tựa game yêu cầu khung hình khá nặng. Tuy nhiên như các bạn thấy ngay với cả thiết lập cao nhất và lại còn chạy kèm cả phần mềm camera hình nữa thì FPS của chúng ta vẫn duy trì ở mức từ 70 đến 80. Hiện tượng sụt khung hình hiếm khi xảy ra. Với một trò chơi mà nội dung chủ yếu hoàn toàn xoay quanh chế độ offline thì đây là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nếu để đánh giá thì mình sẽ nói Devil May Cry 5 là tựa game được tối ưu hóa nhất trong danh sách này bởi FPS luôn luôn ở mức trên 130. Hiện tượng sụt khung hình gần như là không xảy ra khiến chúng ta lúc nào cũng thể tận hưởng những pha combat mãn nhãn. Nói chung là không có gì chê ở DMC5 cả. PUBG thì đã quá quen thuộc rồi. Tựa game này nổi tiếng nhờ khả năng tối ưu hóa không được tốt cho lắm. Nhưng kể cả như vậy thì chúng ta vẫn có một con số khá là khả quan khi trung bình là trên 100 khung hình trên giây. Cũng giống như Apex Legends thì các bạn nên hạ setting xuống một chút để có được lợi thế nhất định khi thi đấu cùng những người chơi khác. Cuối cùng là Resident Evil 7, mặc dù lối chơi cùng nội dung là hoàn toàn khác, bối cảnh và những chi tiết cũng có phần phức tạp hơn, nhưng do tựa game này dùng chung engine đồ họa với Devil May Cry 5 ở trên thì chúng ta vẫn có mức FPS thuộc hạng khá, rơi vào khoảng trung bình trên 100. Với nhịp game không cao thì đây là mức đủ để bạn trải nghiệm và tận hưởng hết sức mạnh đồ họa của tựa game mới này. Như vậy kết quả không lấy gì là bất ngờ, bộ PC của chúng ta có thể chơi tốt các tựa game hạng A đầu năm 2019 trên màn hình độ phân giải Full HD mà không gặp phải vấn đề gì. Tuy nhiên các bạn để ý một chút là trong quá trình test bọn mình đã sử dụng phần mềm camera hình nên FPS nó cũng bị giảm đi khoảng 5-10%. Còn khi các bạn chơi bình thường thì hoàn toàn có thể đạt được mức FPS cao hơn. Về những vấn đề như kiểu nhiệt độ hay là độ ồn thì nhờ bộ tản nhiệt nước thì mình cũng không gặp vấn đề gì trong suốt quá trình test đó cả. Nhiệt độ của CPU rơi vào tầm khoảng 50 độ, còn của GPU rơi khoảng 65 độ. Đây là mức rất an toàn cho những linh kiện như vậy. Thật ra trong tầm giá 32 triệu, nếu các bạn muốn xây dựng cấu hình máy theo phong cách hiệu năng trên giá thành thì hoàn toàn có thể đổi sang các cảm hình khác tốt hơn như RTX 2060 hoặc là RTX 2070. Bởi ngay từ đầu video bọn mình đã nói thì đây là dàn máy không hề tập trung vào vấn đề yếu tố giá cả. Các bạn hoàn toàn có thể giảm tiền đầu tư vào vỏ case hay là tản nhiệt nước để đầu tư sang những linh kiện khác mà các bạn cảm thấy quan trọng hơn. Vậy sau cùng, các bạn có ý kiến gì về dàn máy này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.